Người phụ nữ tử vong trong căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra căn nhà đóng cửa trên đường Trường Sa, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ 58 tuổi đã tử vong. Ngày 25 tháng 2, Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường Trường Sa, phường 14. Sáng cùng ngày, hàng xóm lâu ngày không thấy bà NTH, 58 tuổi ra khỏi nhà nên nghĩ có chuyện chẳng lành. Sự việc được trình báo đến Công an phường 14, quận 3. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, bà H đã tử vong. Thi thể người này đang trong giai đoạn phân hủy. Người dân địa phương cho biết bà H sống một mình nhiều năm qua. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.